cuộc chiến tranh của anh em mình nó phức tạp này. Tôi là Nguyễn Văn Ba, quê quán là Bình Phú, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên, đóng ở sư 304. Khi lên chốt thì chuyển sang 325 để đi lên tuyến đầu của Tổ quốc. Thực ra là tôi rất xúc động bởi vì hơn 30 năm tôi mới lại trở lại chiến trường xưa. Mà lại rất là may mắn là hỏi quán trang đã gặp được đồng đội thì tôi rất là xúc động và rất là thoải mái tư tưởng đã đến đây mà gặp được đồng đội, cũng đã có những lời tâm sự cùng đồng đội thì trong lòng tôi cũng rất là xúc động, nhưng cũng rất là sung sướng là đã gặp được coi như là đồng đội đã tâm sự để đồng đội và tôi cũng được thoải mái. Đồng đội này thì cũng sống được một thời gian, tôi chuyển từ 3 năm sang 3 tháng 4 được 2 tháng thì đồng chí cũng rất là giúp đỡ anh em trong tiểu đội và đồng chí là một tấm gương để tất cả anh em chúng tôi học tập và noi theo. Thế này rất là vinh dự khi chúng tôi lên chốt thì tôi với đồng chí là ở một hầm, thế thì không may là đồng chí đi lấy chanh về trước cửa hầm thì pháo bắn. Đồng chí đã ngã xuống và tôi là người trực tiếp nhìn thấy đồng chí bị như thế, rất là đau lòng và rất là thương xót. Mà tôi ở đấy tôi cũng đã vun một đống đất và tôi cũng đã là người coi như là để bát cơm ở đấy cho đồng chí sau 50 ngày thôi mới thôi, để đồng chí phục vụ cho tất cả anh em trên chốt được an toàn khi trực chiến và khi trực chiến đấu và khi được về được an toàn. Thì thực ra nói là cả đơn vị tiểu đoàn trưởng sư đoàn cũng rất là xúc động vì các đồng chí đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.